không phải đi máy về nghe đâu. Kia làm nó bên nhà nó. Đổ lên đây. Đổ đây à? Đổ đây đâu, đổ kia chứ. Chứ không vì cái không mà không có máy đây đâu. Đó chứ. Để chú. Đổ đây cái này để bớt cát đi. Một cái là để vết dùng mở trong ống, một cái là đẩy cát đi. Tại vì cái ống của mình nó bé quá. Ống nhỏ xíu à. Xíu. Để lên làm không phải làm ống bé quá. Ống bé quá thì đâm ra là mình xài cái ván. Khoan đâu, khoan đâu. Khoan đâu. Mấy cái cây à? Không, nhà lấy thì ăn, anh em ăn lấy bạn. Lấy hộ cho cô cái mua sức cơm đó. Cái này à? Cái này. Dạ. Một cái như cơm đây. Màu vậy. Cái ấy à, cái miếng tiểu á, cái miếng bao ly lông nữa đi để cha ơi, thêm bao lông ạ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.